Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Dầu Tiếng tổ chức lễ khởi công công trình nâng cấp mở rộng đường DT-749A đoạn qua trung tâm xã Long Hòa. Tuyến đường DT-749A đoạn qua trung tâm xã Long Hòa là tuyến đường tỉnh quan trọng kết nối các khu vực phía đông huyện, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các xã trong huyện Dầu Tiếng với các huyện khác trong tỉnh theo hướng đông tây. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng làm đại diện chủ đầu tư, có tổng chiều dài là hơn 4,7 km, rộng 19 m với quy mô gồm 4 làn xe. Thời gian thi công 420 ngày với tổng mức đầu tư là 741 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ. Đường DT-749A là tuyến giao thông huyết mạch, lượng xe lưu thông trên toàn tuyến ngày càng tăng cao. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân trong vùng, đảm bảo an toàn giao thông và từng bước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện, cụm xã, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong vùng. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Dầu Tiếng đã thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các phòng ban chuyên môn huyện Dầu Tiếng, Ủy ban nhân dân xã Long Hòa nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật, sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng có hiệu quả.